Video này chỉ mang tính chất vui vẻ sau những giờ học tập căng thẳng, không cổ súy hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Khoan đã, chẳng phải đây chính là những hành vi của Heo Team? Và không lẽ Heo Team đã biến thành những kẻ ăn thịt người sao? Wait, what? Xin chào, mình là Current Day và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video. Nếu Heo Team biến thành những kẻ zombie ăn thịt người, ngày hôm nay mình đã biến thành một đứa trẻ 5 tuổi và hiện tại mình đang sống chung với lại hai kẻ ăn thịt người. Và thực sự mình rất sốc vì điều này. Nhưng một điều cực kỳ lạ đó chính là hai kẻ ăn thịt người này lại không nhận ra mình, mà hắn vẫn còn tưởng đâu mình chính là con của hắn. Và bọn chúng đã dạy cho mình cách đi săn mồi, cách trồng trọt và nhiều thứ khác nữa. Và cho tới giây phút cuối cùng, bọn chúng đã nhận ra mình chính là con người. Liệu số phận của mình sẽ về đâu đây? Và chúng ta hãy cùng chờ xem câu chuyện sẽ như thế nào nha. Anh ấy, nếu bạn lần đầu xem video này thì đừng quên để lại cho mình một nút like, share và bấm subscribe. Và các bạn đừng quên lắp cái chuông nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video tên nào, let's go. Yêu ơi, trời tối rồi em yêu ơi. À, trời tối rồi hả? Trời tối nhanh dữ ta. Bây giờ tối nè, bây giờ mình hai tụi mình đi kiếm ăn nha chồng yêu. Nha. À, bây giờ okay, nha. Rồi. Em cho anh mượn cái gì của em cướp được con của con người đi. Hôm qua em cướp hay quá luôn, cho anh mượn đi. Rồi ok. Vậy bây giờ em kể nha nè, hôm qua mình ăn bò rồi, đừng dứt bò nữa nghe, bò ăn ngán rồi. Ăn cái gì cho mới mới đi chồng ăn yêu. Bò. Ăn thế thì ăn gấu không? Mà thôi gấu ăn thịt vịt, thịt gà đi cũng được nè. Trời ơi, ăn nhiều mỡ lắm, cái gì nó ít mỡ tí đi anh. Cho cái gì khác coi. Ít mỡ thịt người là ít mỡ đó em. À đúng rồi, ăn gì chán vậy. Từ rất là tài, bây giờ em muốn ăn gì ta, ăn thịt dê được không anh? Dê ngon nè. Thịt dê ngon. Dê hả? Dê dai lắm. Trời ơi, nhưng mà nó ngon, em thích được không? Nhà anh có muốn đi giết không? Em giỏi á. Biết rồi, em yêu nói gì cũng được. Đây, anh đi kiếm cho, anh đi kiếm cho, khổ quá. Ok. Em yêu, anh thấy là thịt dê đằng này nè, em yêu ơi, em yêu ơi. Đằng này. Ủa, từ, anh yêu ơi. Xì tốt, lùi xe. Cái gì đây vậy? Đây là cái gì vậy? Cái này hình như là con người thì phải. Nhưng mà cái này có hơi bé không ta? Con người hả? Ủa gì cây? Em nhớ con người đó bự lắm mà ta, bự lắm luôn ấy. Đâu phải bé xíu này đâu trời. Cười nữa đây, bé xíu này. Ê, tính là bé xíu này ăn không đủ dính răng em ơi. Hay là thôi mình kể mặt, bỏ mặt nó đi. À đúng rồi. Ôi kia nó dậy quá, nó là cái gì? Lỡ nó không phải con người sao? Nhìn lạ lắm. Vậy xuống nè, đó, trời ơi, bình tĩnh thôi, đó, trời ơi, quý cây nha. Em yêu ơi, em yêu. Gì? Gì anh? Anh để cho thằng bé nó tự đi đi, em lại không bé làm gì, trời ơi, đau khổ em ơi. Trời ơi, con nít, cộng nó chứ. Đúng rồi, con là con nít mà, trời đất ơi, con là con nít mà ba nói gì ba. Ủa nhưng mà sao ba mẹ kỳ vậy, sao ngay cũng có cái màu xanh xanh kỳ kỳ vậy? What? Ủa? Con không có màu xanh, ừ vậy. Con có màu xanh hả? Ủa kỳ vậy, sao mình không có màu xanh vậy? Ủa sao ba mẹ lại gì, giống gì vậy, kỳ có con màu xanh vậy? Trời ơi, chồng mới á, chắc hai tụi mình đẻ chồng mới á con ơi. Chắc là con hát biệt hàng ba mẹ á. Con chắc là loại tiếng Hóa. Trời có biết gì đâu. Ôi, mẹ ơi, ba con đói bụng quá. Trời có gì ăn không mẹ? Trời ơi, mẹ con. Để cho tôi. Tôi còn món ăn gọi là ngon nhất, sở thích của tôi là thịt bò. Ăn đi con. Gì món này là món thịt bò đấy hả? Gì kỳ vậy? Đâu ăn thử coi. Thấy trời ơi, nó không có. Gì ba, trời ba
bò dở lắm, thôi để mẹ cho nè, mẹ là cho đồ dinh dưỡng hết con nghe rồi, món dở thịt treo nè, cá nè, đó khoai tây thối rửa đó, họ ngon nhất con. Đây đi, kệ cho mấy cái anh đồng hương kia muốn ăn thịt nó đi. Anh đi đi, anh 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 đi, an
bệnh mà sao bỏ nó được. Trời đất ơi là trời. Quá trời ơi, nó mà còn rất mày còn kêu ca ồn ào các thứ này còn mà. Ôi 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 ôi. Hết hồn trời, nó nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ cái con. Ngủ mà trời đất ơi, anh mệt ghê luôn. Thôi bây giờ anh không chăm thôi, anh đi đi. Tôi chăm mình được không? Trời ơi trời. Bây giờ nha, tôi nói nha, bây giờ ông lo canh ăn con đi, bây giờ tôi đi lấy thức ăn cho con. Nhớ nha, cấm đi nha. Nhớ nha. Mệt hết rồi. Tí này ai kêu gào gì mệt quá vậy trời. Ba. Gì đi với ba đứa sống này vậy? Lấy lớn mồm là mẹ bệnh, mẹ lạnh rồi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa sao mẹ giận lành sao? Thì lớn lớn mồm là mẹ giận lắm. Bây giờ thành ra là giận, bây giờ ghét luôn rồi. Trời ơi cái bò này. Mẹ đi xem. Ba không có được quýnh mẹ bò nha ba. Trời con nít ba nghe là ba. Ba không có được quýnh mẹ bò. Mẹ bò là bạn của con nha. Còn ba không phải bạn con đâu. Không phải bạn đúng không? Nhưng mà ta là ba ba. Trời đúng rồi, ba con mà. Má giờ để con chỉ. Khoan đã bạn ơi, một phút quảng cáo đây này. Chào mừng bạn đã đến với shop Hero Team. Nếu bạn có nhu cầu mua những sản phẩm về Hero Team, Minecraft hoặc Mini World thì các bạn hãy đừng quên truy cập ngay vào shopherotim.vn để có thể sở hữu được những món đồ chơi cực kỳ thú vị và chất lượng đến từ Hero Team nha. Ba giờ bị mẹ giận rồi, ba không chịu đi xin lỗi mẹ đi, còn đứng đây chi vậy? Nhưng mà xin lỗi không có được, xin rồi, không có được. Trời ơi, sao kỳ vậy, chị xin lỗi không được kỳ vậy? Thôi giờ để con chỉ bà nè. Nha. Con á, tuy là mới là con nít vậy thôi nha, chứ con gọi là cua gái hơi bị đỉnh. Con gọi là biết cách gọi là làm người khác có thể hạ giận hơi bị đỉnh đó nha. Nhóc con như mày thì biết cái gì? Thôi đi chỗ khác chơi đi. Ôi nha, trời ba khinh thường con ơi. Đây để con nói ba nghe nè. Bây giờ á, cách để khiến cho một người phụ nữ phải gọi là hết giận á, ba sẽ phải thật là chân thành. Ba biết chân thành không? Bấy chân thành là gì ạ? Chân thành hả? Đúng rồi. Chân của ai tên là Thánh hả? Tao chạy gì á ba? Trời ơi là trời, ba ơi là ba chân thành có nghĩa là... Ủa mà chân thành nghĩa là gì ta? Không biết đâu. Nói chung là ba sẽ phải thật là đẹp trai. Và sau đó ba chỉ cần nhẹ nhàng tới cái giới vợ. Và sau đó ba chỉ cần bảo em à, anh xin lỗi và tặng đó hoa này. Wow. Hoa này hả? Đâu hoa nào? Đúng rồi đó. Hoa này. Đúng rồi. Hoa này thì có cái gì đâu. Trời đất ơi. Hoa mà đỏ. Ôi trời, ba vậy không biết rồi, phụ nữ ơi, biết hoa nha. Giờ đây, để con nói ba nè, bây giờ ba đi thử đi. Ba thử xin lỗi mẹ rồi sao tặng cho mẹ đó hoa này đi. Chắc chắn là mẹ sẽ rất là thích luôn á. Tin được không ấy? Thôi rồi lần này là tin nha, tại vì mẹ nó giận quá trời luôn. Nhưng mà nếu mà không được thì cẩn thận với ba nha. Vậy, con rất chắc chắn được rồi. Thôi đi, con lên đầu, ba ngồi nè. Đi tới chỗ mẹ nào, let's go. Nói thế nào con ơi, ba khoanh nó rồi. Ê, trời, cho ba không biết cách đối với vậy, sao ba gì kỳ vậy? Nói lại đi, ba nghe lại coi. Giờ ba nói với mẹ là chào em, anh đứng đây từ chiều. Nói vậy ba, đúng rồi hả? Nói mẹ anh đứng đây từ chiều, anh tính là không đúng em ơi. Ôi, trời đất ơi, ba mày nói gì vậy? Ba mày nói cái gì vậy? Cô đi hầu vô. Chào em, anh đứng đây từ chiều, anh biết lỗi rồi, em cho anh xin lỗi. Em bông hoa. Oh, yeah. Ừ đó coi là trời. Nó cũng không có cái gì xin lỗi thôi hả? Nhưng mà không sao, nói chung là ông biết lỗi tôi cũng mừng rồi. Không sao, thoát giận rồi nha. Trời đất ơi. Rồi. Tớ là ba cứ khinh bay là kiểu không biết gì mà được là nghe là ba vui rồi. Trời đã nói với ba rồi mà là con làm được. Nhà. Thôi được rồi, bây giờ là ba chấp nhận con làm con của ba nhá. Bây giờ thì đi gọi là em yêu. Đến lúc rồi em ạ. Đúng rồi. Bây giờ con yêu ơi. Dạ. Gì mà? Bây giờ con cần phải lao động thôi. Lao động? Ủa lao động là làm gì vậy? Đây, gọi là trên tổ sư nghề của zombie chúng ta từng dạy rằng chúng ta có biết ăn cũng phải biết làm, có làm thì mới có ăn, con hiểu không? Vậy có làm có ăn, vậy? Ủa câu này quen hình như con nghe đâu rồi đó mẹ ơi. Thì đó, ông sư tổ và zombie nói chúng ta rằng có làm mới có ăn đúng. Bây giờ ba mẹ sẽ dạy con cách trồng trọt. À, hay không? Cách trồng trọt, trời ơi. Để em dạy cho, con có biết đâu. Rồi. Vậy sao kìa, sao ba không biết trồng trọt?
Ủa gì vậy? Thì mẹ con biết mẹ con dạy đó. Cái gì vậy? Ủa? Tôi nhớ tôi có dạy ông chồng trò của bà ta sao ông giờ không biết là sao? Ôi ba, ôi ba, ôi ba, ôi ba, ôi trời cái gì ba? Cái gì ba? Tôi không biết cái chứ ba ơi, ba ơi, ba ơi. Khổ ghê à, tới đây dây lai nè, trời đất ơi, ba hai cha con y chang nhau luôn á, trời tức dễ sợ không à. Được không chân, được không chân chân, được không chân chân ơi. Đầu tiên nha, bây giờ chúng ta cần đất nè con. Đây đất, có đất nha, đó, bây giờ trồng thử nha con. Đây, có đất rồi nha, có nước rồi nha. Đây là cái này biết cái gì vậy? Cái này là gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Rồi bây giờ con biết không, bây giờ ba hỏi ba chứ. Ba, đây là cái gì ba? Đây là cái gì? Đây là cỏ. Trời ơi, con nghe ba nghe nè, ba ơi, con dù con hay ngu tí rồi mà con cũng không biết cái này chắc chắn không phải là cái cỏ. Ôi ba ơi, hiểu biết quá. Mệt, sợ luôn. Ủa đây là cái cuốc, ông nội, trời ơi, để cho con nít nó chửi kìa. Trời dục chứ. Xin lỗi, mẹ ơi, bây giờ mình cuốc cái nhẹ đó ra đất màu nâu thì hay hơn. Ghê. Bây giờ bước cuối cùng mấy con cầm ngạt giống nè con. Đó, nheo xuống đó, thành một gọi là một cái ruộng ơi. Bây giờ con làm thử làm lại. Cái gì không? Nói chung là không sao. Gieo xuống đó là xong rồi. Đó thấy chưa? Hiểu chưa? Ôi trời ơi, mấy cái trò này. Đây, đây, đó rồi. Thử làm coi nhớ không? Đó, coi nhớ không? Đây, để con nè. Nè nè, ba ơi ba. Mình con thể hiện nè, ba ba. Ba coi là đàn con của ba nè. Ông thấy con mình giỏi không? Ông tới đây coi. Trời ơi, đứng gì xa vậy? Ông bà, tôi nghĩ lại rồi. Nó là đàn ông con trai. Ông con trai thì không thể nào mà chỉ biết trồng trọt. Thế là không được rồi. Lại đây con trai. Trời ơi, mẹ thấy con giỏi hả mẹ? Trời đất ơi, mẹ được rồi mẹ. Trời ơi, mơ đi. Lại đây, ba bảo đây. Mình là đàn ông. Mình phải mạnh mẽ. Chúng ta phải tập đi săn thịt. Gì? Cũng hay. Săn thịt thì mới săn thịt. Ủa văn thịt, ủa văn thịt là sao? Ăn thịt là kiếm thịt nè, con ăn thịt nè, con ăn thịt thấy ngon không? Đấy mà nó ăn thấy ngon không? Đúng rồi, phải ăn thịt, phải biết săn thịt, phải ăn thịt. Đó. Ủa gì kỳ vậy, mình là con người, mình phải đi ăn đồ, rau củ rồi. Hả? Con người đó bà, con người, có cái gì kỳ vậy? Dành cho mẹ nó thôi. Còn mình là con trai, mình là zombie man, mình phải đi săn thịt thì là mới gọi là chốt nhở. Đi săn thịt. Đây, con trai. Một miếng mồi, ba đã chọn cho con sẵn một cái miếng mồi nhỏ nhỏ rồi đây. Con hoàn toàn có thể săn được cái con này. Săn đi gà. Đúng rồi. Là nó chết. Cái này là bạn gà mà. Ủa săn là sao vậy bạn gà mà? Ủa, ba định gì nào? Ba định dẫn bạn gà về. Đây là đồ ăn. Ủa, thôi ba dẫn bạn gà về chơi với con đi. Ai gì mà trời ơi, đây là con gà. Đây, ba thử đó. Đây là con đúng rồi. Ừ, cũng ngon thiệt bay. Ngon thiệt mà. Đó. Trời ơi, ngon quá. Trời ơi. Đúng không? Ngon quá. Con nhỏ ta cũng thích ăn thịt cá đó. Bây giờ là đi lên. Ôi, có bạn gà đây đó này. Chào bạn nha. Đúng rồi. Để ba lượm cho con nào mà to to muốn mím một xíu. Ôi, bạn gà. Con này. Chiều của con người đấy con. Trời ơi, đâu đùa đâu. Chiều con người chém cái chích luôn đó con. Không đùa được đâu. Ủa là sao con hiểu dữ trơn vậy? Con cầm cái diều lên và sau đó chém cái con gà đi. Con sẽ thấy con có một sức mạnh rất là mạnh mẽ. Trời đất ơi, con vừa mới đánh bạn gà luôn. Trời ơi là trời. Nhưng mà thịt nó ngon. Thịt ngon công nhận không? Không nhận thịt ngon à? Ai biết gì không? Mình mà
về nhà đi. Thôi. Trời kìa. Em yêu. Thịt kìa. Trời ơi, thịt chất lượng nè, đây là thịt chất lượng luôn nè. Đó, còn đây. Này con tới săn đây săn đầu này là trời ơi, thịt này siêu chất lượng con, tới săn đi con. Bây giờ con ăn thịt gà thấy ngon đúng không? Nhưng mà thịt kia nó còn ngon hơn thịt gà gấp mấy lần luôn đó. Nhưng mà đó là con người mà. Ta? Ủa? Không phải là thịt mà. Đó là thịt là đồ ăn. Ủa? Là đồ ăn cho chúng ta, con không thể phí phạm đồ ăn được. Phí phạm? Ủa? Cái đó là con người, đó là những người dân làng mà. Còn hồi nãy con quýnh bạn gà là để mình lấy đồ ăn. Nhưng mà chúng ta làm sao có thể làm hại những con người với nhau được? Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Mình là zombie mà. Ủa? Thịt mà. Zombie? Con mình bị làm sao á em? Thôi kệ đi, bây giờ thì mình cứ đi săn đi. Nhanh trước khi mà họ biến mất. Không được. Nếu mà ba mẹ mà làm như vậy á là con bỏ nhà ra đi luôn á. Đi luôn nè. Ủa gì con? Ủa bên ta? Đẩy ba vậy?